Số 1 vượt qua. Thạch không trở thành một tảng đá. Không chỉ bị một người gọi. Người đàn ông lớn đánh anh ta cái rìu Moller. 3.0 Một cái so sánh Hồng Quân lão tiểu tử nhạt đi luyện thành phân bảo thạch. Sau đó hắn bị luyện thành một khối đại anh hùng. Liền lấy huynh đệ Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Trấn lấy thiên đình khí vận thiên địch. Đồ nhi, người sắp kế thừa thiên địa rồi. Sư phụ nên cho bạn, tất cả đều cho bạn rồi. Hỗn độn này là do sư phụ tìm thấy trong hỗn độn. Nói ra cũng là anh trai của bạn, nhưng bởi vì đương nhiên nhân của quá nhiều, không thể bị trừng phạt. Hôm nay làm sư liền đem hắn luyện hóa làm bạo hành cho ngươi trấn áp thiên đình khí vận. Vô cùng có huynh đệ, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ khiến bạn bị trừng phạt. Được rồi, không hối hận vì công việc này đã xong, sau này ba giới này sẽ giao cho bạn, có việc gì cũng đừng gọi. Thiên địa nghiệp, đây có thể là lần cuối cùng ta nói với ngươi. Ta tuy là trời đất, được mệnh danh là tam giới đại thiên tôn, nhưng cuối cùng chỉ là con rối trong tay những vị thánh đó mà thôi. Cái này rẻ tiền anh em muốn làm gì? Không phải là không nghĩ được rồi sao? Đại ca, anh vẫn là trời đất. Cả thế giới này, ngoại trừ vài vị thánh kia, thì anh là người giỏi nhất. Tôi dự định hôm nay sẽ trở thành vị thánh của ngày hôm đó. Chắc muốn chính là cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phu quân, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Nếu không bạn chịu đựng thêm một chút đi. Luôn luôn tốt để tích lũy thêm thông tin nội bộ. Ta quyết định chuyện gì khi nào thì đổi ý. Thiên đình ta sao có thể luôn bị người ta khống chế? Ta muốn làm lớn làm mạnh. Hôm nay, luôn phải giết một cái lang lang càn khôn. Chấm tam tỷ thống trị cao thiên đại tư nhân, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Quỳnh Cao Thượng Đế Hạo Thiên muốn cùng hôm nay chính đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn xin thiên đạo ban giáo. Thật là độc đoán. Chính cái đạo còn phải chuyển khắp thiên hạ, làm cho mọi người đều biết. Trời đất có tên là trời đất. Xong rồi, tôi cứ tưởng sẽ có chuyện đó. Tương tự như vậy, nếu tôi lên, tôi cũng được. Trong hôm nay chính đạo, vốn tưởng rằng chính đạo chi kiếp sẽ là thiên đạo ra tay, không ngờ lại là các vị sư huynh sư lễ ra tay. Thật sự vinh dự. Vô lượng thủ Phật, bạn ơi, xin hãy tự trọng. Ngươi là tam giới đại thiên tôn, chúng ta không thể lăn nổi cái tên sư huynh này. Về phần thiên đạo hữu của Hạo Thiên nghĩ ra tay, có thể là thiên đạo cảm thấy đại thiên tôn còn không xứng. Chắc chắn là có nói cũng vậy. Nhưng trâm muốn hỏi một chút nhị giáo chủ khi nào nhàn rỗi như vậy. Đại Hồng Viện nợ trời còn chưa? Hạo Thiên là tam giới đại thiên tôn. Và kể từ khi nó kế thừa thiên địa an ổn tam giới, thiên đạo người đều vất vả, đặc biệt vào một cơ hội. Đang đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trận này thiên đạo sẽ không ra tay. Từ 6 tháng khu vực chiến đấu cứng, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Cho 6. Nên phong 6 thắng một nửa sức chiến đấu. Amigo đạo phụ hắn Hạo Thiên chẳng qua là một con rối thiên đế. Hà Đức Hà có thể được thiên đạo ưu ái. Thiên đường bất công, chúa bất công. Hóa ra lão đăng nhân kia còn kỳ lạ lắm. Liên nghĩa huynh đệ, ngươi phải cố gắng lên. Ha 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 ha. Nếu thiên đạo đến cứu giúp, xin các vị đạo hữu khuyên dạy. Bảy kỳ diệu. Tốt một cái Tây Phương Nhị Thánh. Ta Hạo Thiên sư đệ tiện tay một đòn lại muốn dùng chấm dạy pháp bảo. Thật là thành tích tốt. Hư Thông Thiên sư đệ sửa vô nghĩa. Giới thứ năm bị nghe nói phong tỏa một nửa tu sáu. Đạo hữu Nguyên Thủy đừng có quan hệ với người nghèo. Ngay từ khi phong thần, chúng ta đã cắt áo choàng và cắt đứt sự đừng gọi cho sư đệ nữa. Nghèo đạo không chịu nổi hư. Chúng ta đều là thiên đạo thánh nhân, nếu trời có mệnh, chúng ta đừng nói nhiều nữa. Cùng Hạo Thiên sư đệ chiến một trận liền thiết lập. Ha ha ha, chị ơi, chị không ra tay sao? Bản cung sẽ không đánh nữa, đó là chuyện của đàn ông các người. Đúng, 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 đúng. Cô cả đời ghét nhất đánh giết giết. Như vậy không tốt, tốt hơn là ngồi xuống và uống trà. Uống trà đi. Con gái uống quá nhiều rượu không tốt, bạn quyết định đi. Nhân vật chính hôm nay không phải là tôi sao? Chẳng lẽ là kịch bản lấy nhầm rồi? Tình yêu, thật sao?
Tốt lắm, một cái mùi chiếm thì thích đấu chiến thánh nhân rồi biến thành tiểu chó sữa. Sư huynh, ta liền nói hai người này không đúng sao? Ngươi còn nói ta đa tâm. Từ sau cuộc chiến phong thần, tất cả chúng ta đều bị giới hạn trong 33 ngày. Ta không chỉ một lần phát hiện Thông Thiên không ở trên tần cung của mình, người đoán xem sao, mà lại chạy đến công cụ đào vàng. Thông Thiên sư huynh đào. Chị ơi, chị không định ra tay sao? Làm gì? Đệ tử của ta cướp giáo, ngoại trừ những người chết trận và những người bị tên chết hầu hết đều làm nữa. Việc ở thiên đình. Hơn nữa, uống trà với sư muội nữ oa không thú vị hơn mọi người nhiều. Chúng ta sẽ xem kịch, các người đánh là được rồi. Sư huynh, chúc bạn thành công. Như vậy xin sư huynh sư tỷ ngồi yên, đợi đến sau chiến tranh lại mời hai vị đến thiên đình của ta uống trà. Quần đào kia cũng chín rồi, đến lúc đó mời sư huynh sư tỷ nếm thử một cái tươi. Hai vị sư huynh muốn một trận chiến, xin hãy dạy cho trời đất. Chỉ có vậy thôi, Hạo Thiên sư đệ hôm nay sợ là nam chính na hỗn nguyên đại chuyển rồi. Này kia sư đệ, ngươi phải nhận xong rồi. Ha 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 ha. Trời đất đến. Kỳ diệt đại trộm, đại kỳ diệt chỉ. Hạo Thiên sư đệ từ bỏ đi, cho dù chúng ta bị phong một nửa tu sáu, cậu vẫn không có cơ hội. Ha 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 ha. Các vị hẳn là rất quen thuộc với vật này rồi. Hồng Mông Tử Khí, hắn đâu ra con gà Hồng Mông? Đây là năm đó Hồng Vân lão tổ đạo Hồng Mông Tử Khí kia làm sao có thể ở trong tay ngươi? Hắn không phải muốn chính đạo hỗn nguyên đại lạc tươi, hắn muốn con đường đúng đắn thành công. Phương pháp của người làm đế lại là những người trong sạch các ngươi có thể hiểu được sao? Nếu như ta không nói ta chính đạo thành viên Đại La Kim Tiên, các ngươi có thể xả nước như vậy không? Ngay từ đầu đã không quan tâm đến thân phận để cướp đi. Đại Thiên Tôn từ bỏ thắng lợi thì sao? Ta Phật giáo quyền lợi giúp ngươi chính đạo Quế Viên Đại Lượng Kim Tiên. Mày đang nghĩ đến cái rắm? Các ngươi chỉ có 81 đêm để ngăn cản ta, có thủ đoạn gì thì dùng đi. Đây là lá bài cuối cùng của hắn sao? Dùng địa vận làm đánh bạc để có cơ hội thắng lợi. Thật là một cái thang, nếu trạng thái bị phá vỡ, hắn cũng chết rồi. Cho dù là thiên đạo và đạo trạng cũng không thể lại để hắn mất đi chuyển sinh. Đương nhiên cho nên chẳng tự nhiên là chuẩn bị xong rồi. Đúng thân thiên đình đại, ta ở đại thiên tôn thiên đình tháng 7. Kiếm từ trường trị xưa nay âm minh cắm rễ từ khi trong nhà vạn pháp thế gian không có thân không lên đỉnh. Thiên địa phân âm dương thái cực lực trung tâm. Thông thường, độ sắc nét của Âu Tơ được gọi là ngôi nhà đầu tiên. Sau Thân Oxy, sau khi diệt luân hồi, Thất Bảo Diệu Thuật đã phá vỡ cái vỏ không ma của hắn cho ta. À, cảm giác xé toạc tâm hồn này quá đau đớn. Tiên Y, anh phải kiên trì nhé. Nếu mày thất bại, tao sẽ giết mày. Đại Thiên Tôn, tôi có thuốc hối hận. Bạn nói đừng từ chối bản thân với người nghèo. Hết đường rồi còn muốn đi đúng đường để thắng. Ảo tưởng thôi. Này kia sư đệ sao khổ như vậy? Từ bỏ đi, nhất quyết đi theo con đường riêng và địa vị không được đảm bảo. Ha 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 ha. Thời cũng mạng cũng có Hạo Thiên, có lẽ cũng không có cơ duyên này. Nhưng chẳng vì đại thiên tôn vì trời đất. Cho dù không có giá trị địa ấn thì làm sao có thể nợ nần. Thiên địa uy hóa sát thuật. Chậm sẽ không nói đến chiến chúng ta cũng là phụng thiên đạo mệnh. Hạo Thiên sư đệ xin lỗi.
Vô Vi Hạo Thiên hôm nay chính đạo thành Thượng Đạo Hiệu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Chư Ngọc Thiên Triều bái làm Vô Đế Hiệu. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, 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 Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đường hầm thành thánh thân tốt tính toán nghèo đường phối mỏng. Bí ẩn này là cố say lớn, một thế giới, tốt một cái Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Được rồi, bạn là thân thật của Hạo Thiên Giới, không ngờ loại khí thế gian này lại nằm trong tay bạn. Chờ đợi vô số năm, chú Ben cuối cùng cũng gặp nguy hiểm rồi. Anh ơi, bao nhiêu năm rồi, gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Cảm ơn anh trai đã chăm sóc trong những năm qua. Chúc anh trai lên thánh địa, thành tựu danh hiệu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ha 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 ha. Tại sao anh em tôi phải như vậy? Về nhà thôi. Chấm chính đạo thánh nhân đảng, mọi người cùng ăn mừng. Nhưng trước khi mọi người cùng ăn mừng, tôi muốn giới thiệu một người với Chu Thanh. Chắc hẳn mọi người cũng biết tôi đang nói về ai rồi. Đó là anh trai tôi, số 10. Bây giờ anh trai tôi đã trở về, lấy thân máy mài lớn của Nie gia nhập thiên đình. Vừa rồi Đại Thiên Tôn nói cái gì? Khinh thường cối xay lớn. Toàn thể học lúc này là khinh miệt đĩa mài lớn. Đùa tôi à? Khinh thường cái cối xay lớn, một kho báu khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể hình dung được? Thiên đường sụp đổ, tam giới lật đổ. Đại Thiên Tôn, nói cho ta biết cứu chúng ta đi. Cứu mẹ ơi, con nhớ mẹ rồi. Em ở đâu? Xin lỗi các bạn, vô tình độc đoán bị dò dỉ. Được rồi, giới thiệu xong rồi. Bữa tiệc hôm nay ai cũng không say không về. Thiên đệ nhưng là cảm thấy có chút nhàm chán, thật sự có chút khác giới, không có hứng thú. Anh trai, em trai chơi nhảy cho anh trai thì sao? Không ngờ em trai lại thành thạo âm nhạc. Hôm nay sẽ xem anh trai xuất hiện. À, cảm giác cơ thể không kiểm soát này là sao? Kinh dị. Có chuyện gì vậy? Có phải không thể chơi nữa không? Các vị thánh khác đến, theo tôi ra ngoài chào đón. Sư huynh, mặc dù bạn đã được thánh hóa, nhưng cũng không thể phóng đãng như vậy. Thực hành nhà trẻ phải trong sạch. Ha ha, vua đột phá. Vị vua đột phá, bản vương rốt cục thánh huyện Đại La Tấn rồi. Mà sau khi nổ ngược, bổn vương chính là không cần Linh Lung Bảo Tháp cũng có thể xử lý hắn. À, đậu phụ Amix, cái này mẹ nó cũng có thể đột phá được. Tu hành không phải cần thanh tịnh sao? Ha ha ha, ngày mong 10 gặp qua các vị thánh nhân đại lão. Quan điểm của Thái Thượng Thánh Nhân số 10 không đồng ý. Thánh nhân tu đạo Thái Thượng Vô Vi, nên biết lý do của một chương một hồ bơi. Nếu là một mực theo đuổi thanh tu ngược lại rơi xuống hạ thành. Này, cậu bé của bạn muốn nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ ngươi không biết ta cả đời này lý luận ngoại trừ không bằng thầy giáo thì chưa bao giờ thua sao? Về tuổi tác, ông nội và cha bạn đều có giao điểm, cậu còn giả vờ với chú Ben nữa. Lý Thiên Vương vừa rồi là một ví dụ sống động. Bạn xem anh ấy đã sửa chữa bao nhiêu năm rồi. Nội tâm cực kỳ chán nản, bây giờ đột nhiên phát hành ra, lập tức sẽ đột phá Đại La Kim Tiên. Cho nên tu hành không phải chỉ là tu hành, khoa hợp động tĩnh mới là cách tu hành chân chính. Không tệ, nên thế. Thông Thiên Sư Huynh, nếu không chúng ta vào hàng động. Sư huynh, đi thôi. Trong trường hợp đó, chúng ta cũng vào xem động tĩnh kết hợp của đạo hữu số 10. Anh ơi, lông mi của họ đều trông giống. Chúng ta phải đề phòng. Anh yên tâm, xem những gì tôi sắp xếp cho họ hôm nay.
Tôi nghĩ nhiều quá. Đây là chỗ của anh em chúng ta, họ nên cẩn thận. À, tỉnh rồi. Hồng quân đèn cũ lại gặp mặt. Muốn giết thì tự do. Nếu chú Ben cau mày và họ của bạn. Tôi biết bạn đang rất tức giận. Những thứ này tạm thời đặt sang một bên để chơi cờ với tôi thì sao? Không xuống, bạn sẽ không vẫn không dám. Ngay cả cờ cũng không biết chơi, ngươi còn tu cái gì môn đạo? Bạn khinh thường ai vậy? Ai nói bản đại gia không biết chơi cờ? Chúng ta chơi cờ vua nhé. Cờ vua? Ngươi sẽ không hòa ra trong vùng hoang dã này còn có những thứ ngươi không biết. Tiểu tử Sen đạo tổ, ta dạy ngươi chơi cờ như thế nào? Chơi cờ cũng không vui, tại sao chúng ta không thêm một cái gì đó khác? À, ha 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 ha. Anh ơi, cứu em, lão đăng này, bắt nạt người trung thực có tâm tính thuần khiết này nhìn của chúng ta. Nhìn xem hắn đã tra tấn tôi. Cô nghĩ đây là đâu? Đây là Tử Tiêu Cung, là địa bàn của tôi. Bạn xem ai trong số họ dám giúp bạn. À, Hồng Hoang vẫn không bình an lắm. Nhìn lại, ánh sáng lại đến. Hai chiếu Lương Kiệt làm mọi người nhớ lại. Phong thần Lượng Kiệt thông thiên một người không chiến chuyển đoạn. Cảm giác nghèo nàn. Hả? Ha ha ha. Hôm nay ta treo kiếm ở đây. Nếu bạn có can đảm, có thể đến đây. Tôi không sao, đừng sợ. Và giờ anh trai tôi đã được thánh hóa. Bày vị thánh làm chứng. Tiểu tiểu Lượng Kiếp cho hắn hai kiếp. Mô tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy, không biết thế nào là sợ. Ôi chúa ơi, loại kết thúc nào? Làm cho giáo viên mất bình tĩnh. Trong lòng không đấy. Không, tôi phải nghĩ cho mình. Đừng đến lúc đó ngay cả một người em trai dưỡng lão cũng không có. Hồng quân lão đèn, ngươi thật sự không sợ. Như một biến số. Nói ít hơn, đặc biệt là trong cung điện của con trai tôi. Đây là nơi gần thiên đạo nhất. Nếu không tại sao bạn không biết? Thằng nhóc, tao không làm mày sợ đâu. Vụ cướp này mặc dù là vụ cướp nhưng không phải là kiếp nạn quá mạnh, mà là con đường công đức mà Đại Vũ đã đi khi trị nước. Khi đến thế gian này, con đường này từ Nam Kiếm Nhân Gian đến Châu Đại Đường Quốc đi về phía Tây đến Tê Giác Hạ Châu. Con đường công đức, đại đường hướng Tây. Đây không phải là Tây Du sao? Mặc dù hai người đã kết án tôi, nhưng dù sao cũng là thánh nhân của thiên đạo. Đây là đại kiếp của giáo phái phương Tây của ngươi. Nếu làm xong thì phương Tây sẽ trỗi dậy. Sư huynh, ngày này mong chờ các vì sao, mong chờ mặt trăng đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Được rồi, mọi người về nhà chuẩn bị đi. Người bị cướp cũng sắp xảy ra chuyện rồi. Hạo Thiên, bạn đã thắng rồi. Ta mới vào ngoài 33 ngày, nhưng nhớ rằng thiên địa của bạn không đầy đủ, vẫn ngồi trên trời. Nhưng không phải thánh nhân không thể ra tay. Ha ha. Wow, ha 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 ha. Cho dù chấm không ra tay, các ngươi cảm thấy trong tam giới này còn có người là đối thủ của huynh đệ ta sao? Đến lượt người đâu? Ta thấy Tu La Tôn thượng tướng rung động theo thứ tự từ cung bát quái sắp xếp ngược lại trên đường phương Tây. Tôi muốn chúng kết thúc trước khi chúng bắt đầu. Các ngươi đều đi tranh đi, không thể thắng thì sao? Lần này hiểu biết có vẻ có chút thú vị. Chúng ta phải xen vào ý định. Quên đi, đừng vì điểm này mà đến công đức và cô bé kia xem trước. Yên tâm đừng quên tấm thảm theo vở kịch Hư Danh Sơn. Một chút thủ đoạn, chụp không có vấn đề gì. Tùy bạn, tôi không tham gia. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Không màu. Bạn đi đến núi Hát Tu Di. Đem nơi này ma đạo đám người chìm xuống đáy núi Tu Di. Các đơn hàng khác.
得令。Đại Thiên Tôn, Đạo Tổ cũng nói sau kiếp này ta Phương Tây gọi là Đại Hưng. Sao chúng ta không hợp sức để vượt qua kiếp này? Ha 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 ha. Một lần nữa tấn công chẳng là tam giới Đại Thiên Tôn. Làm việc công bằng, làm sao có thể liên thủ với bạn? Thứ hai là đệ tử Đạo Môn. Đã từng là đồng tử Đạo Tổ, sẽ không liên minh với những kẻ bội giáo như bạn. Được rồi. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Sư huynh, đi thôi. Chấm biết các vị sư huynh xem thường ta cho rằng ta Hạo Thiên từng chẳng qua là đạo tổ đồng tử. Không tốt so sánh với các vị đệ tử thân truyền. Nhưng trước tiên đừng nói, bây giờ chấm đã thừa thắng đan rồi. Thì phong cốt đánh vào tiền vệ của đạo môn, chấm tự cho là không kém gì các vị sư huynh. Hạo Thiên sư đệ Ngụy huynh hôm nay mới biết sư đệ Ngụy huynh vì năm đó ở Tử Tiêu cung bắt nạt ngươi xin lỗi. Tam sư huynh nói ở đâu? Lấy anh trai tôi cả đời anh trai. Làm anh em trong trái tim. Ha ha. Có việc điện thoại không gọi được. Đối với vụ cướp lớn tiếp theo, em trai có một ý tưởng. Chúng ta dù sao cũng là người trong đạo môn, làm sao có thể để cho người bộ giáo đại hương? Đây không phải là đánh vào mặt sao? Cái anh em đó, hình như bạn không phải là người trong đạo môn của chúng ta. Tai họa này của ngươi nên bị tấn công trong đại kiếp phong thần. Tại sao bạn thích khoan sừng bò đến vậy? Không trách hai anh trai của bạn muốn hợp tác với người ngoài để đánh bạn. Đúng rồi, quen nói với các bạn rồi. Lão đạo, cảm thấy tiểu tử số 10 này hợp với khẩu vị của tôi hơn. Tôi định nhận anh ta làm đệ tử. Các bạn không có ý kiến gì chứ? Vừa nói ngươi không phải là đệ tử trộm môn, sư tôn sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Em sợ không phải là khinh miệt kiểu tóc sa mạc mà là đứa con riêng của ông già đó. À, vậy thì tôi sẽ coi các bạn là vô nghĩa. Số 10 thì sao? Bạn có thể tôn thờ tôi như một giáo viên. Sư phụ đại nhân ở trên. Đệ tử nguyện ý. Ngày sau ngươi chính là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của sư. Sư phụ có đạo là một ngày làm sư cả đời làm cha. Số 10 của tôi là một viên đá không cha không mẹ. Từ khi vừa mới đến, tôi còn thấy mình đã tìm thấy cảm giác như ở nhà. Đệ tử ở đây cảm ơn sư phụ, ông già của bạn. Ha 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 ha. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Bạn có muốn mang theo tôi không? Tôi sẽ đối xử với anh như thế. Như vậy ngươi cũng đừng làm đệ tử trực tiếp nữa. Hôm nay ngươi là đệ tử chân truyền duy nhất của ta. Đệ tử chân chính vẫn là duy nhất. Chỉ có thể là sắp lên trời thôi. Ta vốn tưởng rằng bản lĩnh quỳ lại của nhị thánh phương Tây đã là tốc độ mùa rồi. Không ngờ ngón tay cái thật lại ở đây. Câu đó một ngày làm thầy, cả đời vì cha cứng, là đem chính mình chụp thành hồng quân chân truyền đệ tử. Nói ra ai có thể tin được? Là đệ tử chân truyền của ta, ra ngoài tự nhiên phải giỏi hơn người khác. Ngươi là niết thế đại mộ hóa hành, sinh ra để đi là con đường của ma thuật. Sư phụ, ở đây có đá thiên đạo hợp cốc năm đó. Thiên đạo ban cho hai cái hỗn độn bảo hành tôn thần đao. Giết người cũng không dính âm của dẫn thần giáp. Cho dù thiên đạo thánh nhân công kích đều có thể hóa giải 7-7-8 một công một phòng là tuyệt phối. Hôm nay nhất định sẽ cho bạn. Nhìn vào hai vũ khí này, đệ tử mơ hồ có thể cảm nhận được uy vũ của sư phụ năm đó. Đệ tử hiện tại liền hận mình sinh muộn nhiều năm như vậy. Không thể nhìn thoáng qua sư phụ năm đó hùng phong. Một lần nữa phải giết. Này này. Lần này tùy thuộc vào ngươi. Miễn là không có rắc rối lớn là đồ của thi đan. Giới thánh nhân. Vẻ đẹp bên giới thánh nhân và tiêu cực hơn. Hiểu cho lần này, chú Ben có một ý tưởng, các vị sư huynh sư tỷ xem có được không? Chúng ta đi trước một bước để tìm ra người bị cướp. Sau đó đưa hắn mỗi ngày ăn uống vui vẻ, tiêu diệt ý chí của hắn, cho đến khi anh ta bị ung thư. Lại đem hắn tặng cho hai tên đầu hỏi kia. Hãy để anh ta làm hại họ đi ha ha. Trung tâm giết người, tiểu sư đệ thật tàn nhẫn, hơn cả tàn nhẫn, thật là xấu xa. Hạ cánh là nơi khổ hạnh, nếu có một tên vô lại chỉ biết làm vậy. Còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối nữa. Kế hoạch này khả thi, nhưng tiểu sư đệ làm sao có thể đảm bảo chúng ta nhất định có thể tìm được người đáng bị cướp kia? Đây chỉ là suy nghĩ trước đó. Bây giờ tôi có một ý tưởng mới, và các bạn nói một người tốt. Tại sao chúng ta phải nhường cho hai cái đầu hói kia? Tự mình giữ không thơm sao? Tiểu sư đệ có gì không biết, quyền sở hữu của người bị cướp này là thiên mệnh khóa chặt. Nhưng cuộc đời này nhất định là người của giáo phái phương Tây này. Nếu anh ta tự bỏ đạo thì sao?
có thể sống động, người anh hùng này cần phải vào Phật giáo trước, sau đó lại Bội giáo. Chúng ta như thế này. Tiểu sư đệ xin chào, âm sư đệ, ngươi làm như vậy chỉ sợ hai cái đầu hói kia tức chết rồi. Anh ơi, cứ buông tay đi, có sáu huynh tại sao sợ hắn Tây Phương hai cái đầu hói? Năm chống hai không đánh chết hai người đó. Thôi nào, hôm nay bạn không cho tôi mặt mũi, mọi người đều cùng một đường. Tôi khuyên bạn nên biết rõ con chuột nhỏ này cũng là một sinh linh. Phật môn ta xuống từ bi vì lòng thương xót hẳn. Hôm nay ta là bảo định chuẩn đề thánh nhân đến cũng vô dụng. Đại pháp Phật môn của đậu phụ Enix làm sao có thể nhẹ thiền. Con vật độc ác này đã ở linh sơn của tôi từ lâu mày rồi. Mày cứ như con rồng một mắt nhắm một mắt vậy. Hiện tại lại là mang theo thần nhiệt xúc đến nghe bản tôn giảng đạo. Người thật sự coi ta là cái giá đỡ. Buồn cười, ít lấy bộ Phật môn của bạn nhẹ nhàng trở về giúp tôi. Có phải bạn muốn làm một trận không? Mặc dù tôi là người của Phật giáo, nhưng cũng không phải ghen. Tạm biệt chàng trai, lần này tôi cũng không thể bảo vệ bạn nữa. Như Lai, mặc dù bạn là giáo viên của tôi, nhưng anh lại nhiều lần ép buộc tôi. Thật là chú có thể chịu đựng được, thật là không thể chịu đựng được. Cậu muốn gì? Thời kỳ nổi loạn đã đến rồi phải không? Đừng nói nhảm nữa, đây không phải là điều bạn muốn ông sao? Ông muốn tôi trở thành người của anh Kiệt. Buồn cười đến lúc đó tôi vẫn là tôi sao? Chỉ là một con rối nữa. Phật ý có kim cương giận. Nguyên tắc diệt vong của lũ hoang. Chôn trời chôn đất chôn trọng thành. Như Lai thần trưởng đại ngọc thần cốc tay. Con trai ve sầu vàng biết nhầm hộ cảm giác là mẫu phân môn. Sao và không? Tôi lấy linh sơn xây. Bởi danh tính. Phát tự luân hồi là ai? Hiền đệ, ý bạn là con ve sầu vàng này. Đúng vậy, chính là anh ta. Ta là Thiên Đình Nguyệt Lang Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Thân của người tầm thường. Không biết bạn nào trên đạo đạo không cho chúng ta Đại Thiên Tôn xinh đẹp như vậy. Thần điên cuồng khắp thiên hạ, ngoại trừ Thiên Đình Đại Thiên Tôn của ta, Hợp Nhĩ Thiên Tôn ai dám tự xưng là trẫm? Ha 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 ha. Tiểu Trần Nguyệt lạ bài kiến Đại Thiên Tôn, mà Thiên Tôn không biết hai vị đế quân ở đây. Tiểu Trần thất lễ rồi. Chúc mừng người đàn ông đáng thức khuya này đúng lúc. Chỉ vì một câu muốn sinh con khỉ hay không? Bị Trong Thiên và Nữ Oa đánh thành người lớn. Tệ quá. Hiền đệ thì con trai cả Kim Tái Sinh đã ra đời rồi. Nguyệt Lão, người kết nối đường hôn nhân của con ve sầu vàng và con chuột này là được rồi. Phải nói thật. Nhưng Đại Thiên Tôn không phải là người chuyển giới của Ninh Định, mà là ngựa của thiên địa cạnh tranh. Đại Thiên Tôn nói là, Lão Tử liền kết nối cho hắn, để bọn họ thật sự không bao giờ chia tay. Anh trai một cái có phải là quá ít không? Sao cũng cho thằng nhóc này thêm một cái nữa, cho anh ta bảo hiểm kết. Đây là chuyên gia của tôi đã giết một cây đỏ cho thằng nhóc này. Hứa sẽ để anh ta ngồi hưởng phúc lợi của người khác. Thời gian. Tại sao hai người này lại thể hiện tình yêu ở khắp mọi nơi? Hay là loại nhét cứng vào miệng ông Ben? Hai người các ngươi không tốt ở thiên đình ngồi xổm chạy đến đây làm gì? Chị dâu thứ ba của tôi không nói gì, chị lấy đâu ra dũng khí để nói nhiều? Chị dâu thứ ba, đây có phải là viên đá năm màu còn lại mà bạn bổ sung bầu trời không? Chị dâu thứ ba, chị có muốn cùng anh trai thông thiên của tôi sinh con khỉ không? Được rồi, bạn là số 10 sao dám làm nhục tôi như vậy, chờ nghĩ là tôi không thể đề cập đến nhiều đó nữa sao? Cái quái gì vậy? Tôi hỏi có muốn sinh khỉ không? Tại sao bạn lại mang theo rẻ tiền để cắt tôi? Huynh trưởng cứu ta, hằng này muốn chém ta.
Thông Thiên Sư huynh bình tức giận, anh trai tôi vừa đi du lịch không lâu, không hiểu bí mật giữa các thánh nhân của chúng ta. Bí mật gì? Các vị thánh thật sự không thể sinh khỉ sao? Thạch Hạo, ngươi cho rằng ngươi là đệ tử chân truyền của lão sư có thể như vậy giống ta sao? Nữ hoa sư tỷ bình tức giận, anh trai tôi vừa mới đi, nó chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì cả. Không hiểu chuyện có thể cầm loại chuyện này nói cười sao? Tại sao thánh nhân không thể sinh ra khỉ? Con xin sư huynh sư tỷ đừng đánh một trận ra khí là được rồi. Cái này đặc biệt rẻ, anh bạn là rẻ, anh bạn, điều này khiến người ta đánh tôi. Không ngờ chương trình đầu tiên của ông nội này lại là đối đầu với hai vị thánh nhân. Chư thần đào pháp một đào chém hai nửa. Chúng ta đi thôi, đừng có cãi nhau với cái này. Sư huynh sư tỷ đừng đi, các người rốt cuộc có muốn sinh con khỉ không? Gia đình ai hiểu chứ? Tôi liền nói một câu có muốn sinh khỉ không? Hôm nay hàng này sẽ dùng để giết tiên thế tôi cắt tôi. Con trai, phẩm giá của thánh nhân không thể bị xỉ nhục đi. Ông nội đặc biệt không có tiền phạt. Sau khi bị cha bạn lấy đi mà kiểu tóc xìu, hàng hóa này của bạn vẫn muốn cắt tôi. Hello Kitty, bạn thật sự nghĩ tôi là Hello Kitty? Mặt trời và mặt trăng, sống chung với tôi. Thiên hạ vạn vật mười phương đều diệt. Sự khinh miệt này khiến đại ma hóa hành chính là tinh danh. Mũi tên của Chu Tiên đều bị nổ tung, bỏ ra đi, xét nghiệm nước tiểu phải xét nghiệm nước tiểu. Thông Thiên Sư Huynh, bốn mũi tên của người quá nặng. Hắn là người khinh miệt loại mài lớn, tất cả năng lượng tiêu cực đều là dưỡng chất của hắn. Hơn nữa người đối với hắn không có động ý xét nhân chứng uy lực cũng liền phát huy không ra được rồi, ha ha ha. Lại đây. Không, tôi chỉ muốn nói rằng bạn không thể có khỉ, nhưng tôi thì có. Bạn thực sự có một cách. Nói đi, nếu không tôi sẽ làm gãy chân anh. Cứ nói thử đi, không tin tôi. Hiền đệ không được nói dối. Bạn biết đấy, đây là vấn đề mà ngay cả giáo viên cũng không thể giải quyết được. Như vậy hai người một người cho ta một giọt thánh nhân kinh huyết. Chỉ cần xem tôi có thể làm cho hai bạn một con khỉ không. Ba chị dâu, bạn xem nhé, ha ha. Đại ca thiên đạo cũng xin hãy bình tĩnh lại. Bạn xem con tôi không hiểu chuyện gì vừa vé màu còn chỉ là một cái mới dễ thương. Đừng có cãi nhau với tôi, và con khỉ cũng đáng bị như vậy. Tôi chỉ là tăng cường cho anh ta một chút thôi, không thay đổi chuyện lớn, chỉ thay đổi chuyện nhỏ. Không xuống được lợi ích. Ha ha, không ngờ chú Ben lại giỏi như vậy. Ngay cả thiên đạo cũng cho bổn đại gia mặt mũi. Ôi trời, thật sự có hơi thở của cuộc sống. Sư huynh, chúng ta có con rồi. Ha 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 ha, ta đã cảm nhận được loại kia huyết thống liên thông cảm giác. Sư muội ngươi cảm nhận được không? Mê mơ, sư huynh, tôi cảm thấy rồi, tôi rất vui. Ha ha ha,
Ha, như vậy có ai có thể đến quản lý tôi không? Tất cả đều cho tôi đánh tê rồi, không thể di chuyển được. Quả bóng đang chờ chất cấp. Không tốt. Cái này hơi thảm hại. Bạn xem cái này bị cháy hết rồi. Sư đệ, vừa rồi là chúng ta trách lầm người. Ta và nữ oa sư muội ở đây xin lỗi. Tiểu sư đệ lần này là sư tỷ không đúng. Chị ơi, ở đây có chiêu muốn lần một cái tặng chị nói chuyện cảm ơn và xin lỗi. Thanh khí tối cao của yêu tộc. Tuyển yêu tộc. Vạn yêu thế gian đều phải đến báo cáo. Chị ơi, đây là bảo hành của yêu tộc các chị là vậy. Chị ơi, chữ yêu phiên không phải là thứ bình thường. Thứ này chính là liên quan đến mạch máu của yêu tộc. Mạch máu của yêu tộc đã sớm đứt rồi. Cuộc chiến phù thủy ngày xưa, yêu tộc đã bất lực trở về trời. Lại giữ lại chiêu quỷ này lật đổ tăng phiền não. Hơn nữa ta có sư huynh sau này càng sẽ có con. Cũng không có tâm tư tham gia tranh chấp thế gian này. Em bé này ra, vạn yêu đều muốn đến đánh bài. Vậy có thể tìm mấy nữ yêu tinh uống trà không? Chúa ơi! Tôi chỉ đùa thôi. Đừng nghiêm túc. Tam sư huynh định xử lý đứa nhỏ này như thế nào? Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi có chuyện xảy ra. Không được. Bởi vì không có một con khỉ chạy xung quanh. Từng cho nữ oa Hạo Thiên suýt chút nữa phát động thánh môn đại chiến. Thời khắc quan trọng số 11 câu. Các bạn có muốn ôm cháu trai không? Để mọi người yên lặng. Được rồi, bạn số 10. Không ngờ anh cũng tính cả chúng tôi. Trả lại cho tôi. Con mẹ kiếp. Đứa con chưa ra đời của nhà tôi lại là người ứng kiếp của đại kiếp này. Ông tính cả con nít. Thằng khốn. Sư huynh thế giới đường Tây này nhị đệ vừa mới hóa hành. Cái gì cũng không hiểu. Anh trai tôi ở đây chờ anh ấy bồi thường cho hai sư huynh trên thế giới. Cả hai anh em các bạn đều không phải là đủ tốt. Như người ta nói, không phải là một gia đình không vào nhà. Nguyễn Hạo Thiên lúc này ở đây giả cái gì đua lớn sói. Hammerum. Ta mẹ nó đường đường Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Tam Giới Chúa tệ. Người mắng ta không phải đủ tốt. Vị trí đầu tiên. Hai vị còn muốn cùng chẵm mồi một trận. Đừng nói em trai tôi vô tình. Chỉ là em trai thứ hai của tôi có ý định tính toán các bạn thì sao? Vừa vạn chẵm tự thành thánh còn chưa ra tay. Cũng không biết mình có thể chọn ra hai vị thánh không? Thật là một cái. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của anh. Tôi cũng đã lâu rồi không ra tay nghiêm túc. Hy vọng sức mạnh của bạn cứng hơn miệng của bạn. Chị ơi, chị đừng làm nữa. Để giữ hình ảnh phụ nữ của chúng tôi. Mẹ kiếp, đây là muốn đánh nhau. Đây là trên trời. Hai người bọn họ muốn đánh nhau. Ta Thiên Đình phòng trừng còn không còn một sợi lông. Thông Thiên sư huynh ba chị dâu đừng khí tính lớn như vậy. Tôi cũng thế, vì cháu trai tương lai của tôi. Trở thành người bị cướp có gì không tốt? Khí vận công đức lấy hết tùy ý. Ngay cả Minh Động Tam Giới cũng sẽ không làm mất danh tiếng của hai vị. Hơn nữa giới thánh nhân có ta có Thiên Đình bảo vệ. Trên các thánh có các người bảo vệ. Đại hoang này ai có thể làm tổn thương hắn? Mặc dù có chút sai lầm, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh? Đặc biệt, tôi đã nói tất cả về điều này. Sao hai người họ vẫn còn cầm cái này là muốn ép tôi ra chiêu độc đáo? Chị dâu thứ ba Thông Thiên Sư Huỳnh, các người có muốn trả ơn cháu trai không? Cháu trai đâu ra cháu trai? Nói đi nhóc. Nếu mày dám lừa tao, cô có tin tôi không? Tôi sẽ cắt cả ba chân của cô. Tôi nói có thì nhất định sẽ có. Tôi đã bảo hiểm cho cháu trai của bạn. Và tôi hứa sẽ làm cho con khỉ nhỏ của bạn trở thành ba anh hùng huyền thoại. Âm dưỡng trăm tỷ năm hôm nay cũng nên có ích. À ha ha. Bản tôn cuối cùng đã đánh thức được hơi thở tự do này thật đẹp. Không khí thật ngọt ngào. Cái này đặc biệt là bị điên rồi sao? Tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo ra thứ này. Người lớn mô đến đun không cần. Tôi vừa vẽ. Không biết va chạm với ông già của bạn ở đâu. Xin hãy tha thứ. Là người trong ma đạo. Bạn cho tôi bình thường một chút. Cao lạnh một chút. Đừng giống như một bệnh nhân cấp 2.
là lỗi của cấp dưới. Bạn vừa mở khu vực, nâng cấp càng sớm càng tốt. Đây là phương pháp chém bài loại 6 giúp của bổn ma tổ tứ sáng. So với phương pháp chém 3 đời của tiểu tử Hồng Quân kia không kém. Người mau tu luyện cho ta. Lần này người xin lỗi đã xuất hiện. Không còn nhiều thời gian cho anh. Thuộc hạ hiểu sẽ không làm ma tộc đại nhân thất vọng. 12 con cờ hắc liên hóa. Bản ma tộc ban cho người tên Vô Thiên. Ngoài ra, tôi sẽ tìm cho bạn một đối tác trợ giúp. Bạn phải làm tốt cho tôi. Bóng lưng khó lường này, tinh khí kiêu ngạo này không hổ thẹn, là ta Thiên Đình Nhị Thiên Tôn Thái Bạch. Tôi đã nói với anh mấy chục ngàn lần rồi, làm việc bên ngoài phải gọi tôi là người phụ trách. Được rồi, hai ngày không có vấn đề gì. Hai ngày trời quá trắng. Cậu xuống nói chuyện đi, lấy con sông này cho tôi. Không thể lấy được thì cùng với chủ nhân của Thông Thiên Hà này lấy cho tôi. Thái Bạch, cậu không sao chứ? Hai ngày, tôi ổn. Công thần không giỏi vũ lực. Trên sông này có mấy tên to con, tôi không thể đánh bại họ. Cách nào? Hai ngày tôn ra bò, hai ngày tôn ngón tay cái. Hai ngày lên đỉnh. Chúc mừng Thiên Tôn thứ hai. Thiên đình chúng ta lại có thêm một bất động sản. Con đường đi về phía Tây đã được ông nội mở hết rồi. Chỉ chờ cá mắc câu thôi. Thái Bạch, phần còn lại giao cho bạn. Tôi phạt rồi, phải về nghỉ ngơi rồi. Nơi nào yêu nghiệt lại dám xâm nhập Thiên đình đương xử tử. Sao dám giết tôi trên địa bàn của tôi? Đúng là con dao nhỏ kéo mông mở mắt cho tôi rồi. Anh ơi, tại sao anh lại đưa anh ta cho ca? Anh ơi, hằng này tấn công tôi. Hắn rõ ràng là muốn chạm vào sứ. Tôi không cẩn thận liền đưa hắn cho. Bạn ơi, cửa chấp này mặc dù hơi ngớ ngẩn, phản ứng chậm hơn một chút, sẽ không nói chuyện nữa, làm việc hơi liều lĩnh, lớn hơn một chút, không có gì sai cả. Sao anh lại giết anh ta? Cửa cuốn, hành trình về phía Tây đã bắt đầu rồi. Số 10 đâu? Tại sao lại là một con khỉ? Anh ơi, theo tính toán của tôi, con khỉ nhỏ nhà Tam Sư Huynh chắc sắp xảy ra chuyện rồi. Anh bạn, tôi sẽ ra ngoài để tránh gió trước, để không bị Tam Sư Huynh và Nữ Oa Sư Tỷ giết chết. Ngươi cũng không cần tìm ta, đương nhiên tìm cũng không tìm được. Đợi đến khi làn sóng này qua đi, huynh đệ tự nhiên sẽ trở về. Đúng rồi, nếu như Thông Thiên Sư Huynh hỏi, cứ nói với anh ta là ngay từ đầu tôi đã hỏi họ có muốn sinh con khỉ không, nhưng tôi không nói là người. Cứ như vậy đi. À, thằng khốn đó ở đâu vậy? Tôi sẽ giết hắn. Thông Thiên Sư Huynh vừa rồi ngày mồng 10 nói lời gì, người cũng đã nghe rồi. Tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu. Hạo Thiên Sư Đệ, người mau nói con khỉ kia thật sự là con của đệ ba ta. Những đại diện lông lá trước đây không cảm thấy, chỉ bị ghét rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn con khỉ nhỏ kia càng nhìn càng cảm thấy hoan hỉ không tệ. Thật sự là hậu duệ của bàn cổ sau này chắc chắn là đối với anh hùng. Không phải bạn này tự xưng là quá cao không làm gì sao? Chúng ta tâm tình dao động lớn như vậy còn có Nguyên Thủy. Ngươi cái này lão băng tử trước đây liều mạng nhắm vào yêu tộc sao? Nhà chúng ta ra một con khỉ tốt, lập tức chạy về hướng. Là nửa ngày rồi, vì cũng là chó hai nhãn. Nhìn cái gì? Tất cả đều là cha và mẹ. Vẫn còn nôn nóng như vậy, làm thế nào bạn có thể giáo dục thế hệ tiếp theo? Mê mơ, anh trai thứ hai nói là bản thân các bạn cũng không hiểu gánh nặng trên vai mình nặng nề như thế nào. Cả ngày chỉ biết làm trò. Như vậy sau này con khỉ nhỏ này liền giao cho lão đạo ta giáo dục, nhất định làm cho hắn trở thành ưu tú nhất bản cổ hậu duệ đạo môn truyền nhân. Anh bạn, trò chơi chết tiệt của bạn vừa chảy ra ngoài, nói cho chúng tôi biết đừng tìm bạn, cũng không tìm thấy bạn, tại sao lại tự bảo ra quay lại 33 ngày. Đừng hạ giới nữa, tôi vừa đến Tử Tiêu cung một chuyến. Đã báo cáo với sư phụ rồi, từ giờ trở đi, ngoại trừ đại ca của tôi, nếu có ai trong các bạn dám rời đi 33 ngày để đi dạo, lập tức Tử Tiêu thần lôi phục vụ.
ngoại trừ Hạ Thiên, những người còn lại Chu Thành Tố trở về đạo tràng của mình trong thời gian thông cảm 33 ngày. Sấm sét này phục vụ. Giáo viên, đệ tử muốn đi xem con khỉ nhỏ đó, con hy vọng giáo viên tiếng Anh, đó là con của tôi và em gái tôi, con xin giáo viên cho phép tôi đợi phiên tiếp theo. Sư phụ đệ tử xin ngài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, con tôi vừa mới sinh ra còn chưa từng gặp mặt cha mẹ. Lão đạo còn chưa nhìn thấy đệ tử thân của mình, các ngươi còn muốn thắng. Chân Tiên Đăng, bây giờ lão đạo đổi ý rồi, đều đến đây cho tôi, trong tướng của chủ nhân Hiểu Công, tôi muốn gặp bạn ở đây, nếu không nhìn thấy. Số 10 bổn cung nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi là người thứ hai lên sổ nhỏ của ta. Người đầu tiên là Chu Vương, ngươi nên biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Tặng các vị sư huynh sư tỷ, mong các vị sư huynh sư tỷ ở ngoài 33 ngày chơi vui vẻ vui vẻ. Hạo Thiên Đồ Nhi cũng đừng vui mừng quá sớm. Đồ đệ nhỏ của ta cũng nói ngươi cũng là thánh nhân. Trước đây chỉ là ngươi thân là thiên địa không cần đi ngoài 33 ngày mà thôi. Như vậy dù sao hiện tại tam giới cũng không có chuyện gì lớn. Ngươi cứ để lại một cái phân thân ngồi ở đây cùng với các sư huynh sư tỷ của ngươi đi. Người đàn ông bị số 10 cầm dao lớn 40 mét này quá thảm hại. Chỉ vì hắn đuổi theo viên đạn mí mắt số 10 cướp con khỉ nhỏ dễ thương này liền bị số 10 cọ sát. Thật là một con khỉ nhỏ dễ thương, ông chủ tốt, con không nhanh chóng quỳ lại làm việc, trở về nhà, ha, 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 ha. Ông là ai vậy? Tôi không biết anh. Ở đâu ra dã hồ ve sầu dám cùng bổn đại gia cướp người, để người ta bái sư, dù sao cũng báo một cái tên đủ vang dội đi. Sao anh chàng này lại ở đây? Nếu đạo tu bồ đề gặp qua đạo hữu, vị đạo hữu này rất mặt mũi, chắc là đóng cửa lâu rồi. Bạn giả vờ, bạn tiếp tục giả vờ. Tôi sẽ xem khi nào bạn có thể giả vờ. Mê mơn, đạo hữu sao không trả lời, chẳng lẽ là cảm thấy lão đạo tu sáu của tôi nông cạn không vào được mắt pháp của ngài. Hắn mèo mèo, lẽ nào bị hắn nhận ra? Cái gì? Để bạn mặc quần áo ở đây. Bạn nghĩ sao? Con khỉ nhỏ này thực sự là đệ tử của tu bồ đề này. Hơn nữa là phương Tây dạy tương lai hộ pháp tôn nhưng Phật. Nhưng là hiện tại có cái này biến thuật tiểu Phật tất cả đều không thể biết được. Như vậy sợ sẽ làm gián đoạn kế hoạch của ma tộc đại nhân. Bạn có thể, bạn lên chỉ có một người như anh ta có thể đánh. Chúng tôi không biết không có bao nhiêu kia tu bồ đề cũng là chuẩn thắng một chiêu thì cho dây. Cho dù hai chúng ta cùng lên cũng là không cho gì. Ha 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 ha. Tái sinh nghịch hồn vệ tái sinh. Ngài vô có ra tay với tôi thật sự cảm thấy nghèo đạo có thể lừa dối sao? Với mức độ tấn công này, anh đang cù tôi à? Ngươi còn dám ra tay với bản đại gia? Ai cho người dũng khí? Lương Tĩnh Như. Anh, Lương Tĩnh Như là ai? Chẳng lẽ là đại thần thông điện ảnh truyền hình còn lợi hại hơn tiểu thúc thúc sao? Thú vị thật, sức mạnh hóa thân của cái đầu hói này một đòn lại bị hắn một đấm liền bị phong tỏa. Sức mạnh của người này khủng bố không ở dưới cùng. Nếu không có xung đột lợi ích cần thiết, đừng tự hào. Minh Hòa Tôn Thượng không ngồi ở Tu La Cung của mình chạy đến đây làm gì? Bản tôn đi đâu? Chẳng lẽ còn phải báo cáo với bạn không? Đau là ngươi bây giờ địa phủ đều nhàn rỗi như vậy sao? Cẩn thận chỗ rác rưởi sẽ lật tung địa ngục của bạn. Có hậu thổ nương nương ở ta hoảng cái gì? Hơn nữa địa ngục của ta nếu như bị lật, ngươi bị mắc kẹt ở biển Tu La cũng có thể còn chúng ta đều là hàng xóm. Con đường hủy diệt, kinh thiên bá đạo toàn bộ cách không đánh chó ăn chết không sinh. Đặc biệt không hổ thẹn là tiên thiên linh căn cây bồ đề hóa học một câu hóa thân đều có sức hồi phục sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Hôm nay bổn đại gia liền đánh cho đến khi ngươi không dám tái sinh mới thôi. Mê mơn thần bát trì, ngươi to gan quá, dám cản ta.
Hả? Ha, đồ khốn. Số 10, cảm thấy rất lừa dối tôi. Mau gọi ta vũ khí ma thuật trả lại cho ta. Lại giả vờ. Sao không giả vờ không biết tôi nữa? Ta Đường Thiên Đình Nhị Thiên Tôn. Nhân vật nổi tiếng trong tam giới. Ngươi lại giả vờ như không biết. Thằng khốn, mày đã làm gì tao? Sao anh ta lại bỏ chạy với cô? Quên nói với bạn rồi, chú Ben còn có một bộ răng kho báu. Trước khi các người đến phân bảo nha, tất cả ma khí ở đó đều là tiểu đệ của ta. Người đàn ông này bất khả chiến bại. Trong thời kỳ mà các thành viên của thánh nhân không xuất hiện, đó là ngón tay cái. Hơn nữa là một lời không đồng ý thì nhận đùi của người ta ăn cơm. Tôi muốn ông một cái. Nhưng là ta tu bồ đề có mắt không có mắt. Chỉ là bởi vì con khỉ nhỏ này là rất thiên định đồ đệ. Trong lúc nhất thời không còn được nữa, xin hai ngày tôn thử lỗi cho tôi một cái mặt mũi. Bạn nói anh ta là đệ tử trời định của bạn, là đệ tử trời định của bạn sao? Bạn gọi anh ta một tiếng, bạn xem anh ta đồng ý không hừ. Đồ đệ ngoan, sắp đến chỗ làm sư rồi, ha ha. Bạn không phải là chú nhỏ của tôi giỏi hơn bạn nhiều rồi. Hơn nữa con cũng không đẹp bằng chú nhỏ. Chú nhỏ mới là sư phụ của tôi, là thần tượng của tôi. Ha 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 ha. Cậu bé ngoan, chú Ben không yêu cậu vô ích. Sau này nói những lời như vậy nhiều hơn một chút chú ơi, con rất thích nghe. Hai ngày nữa, tôi thực sự không nói dối bạn. Con khỉ nhỏ này thật sự là đệ tử trời định của ta. Vâng, trong trường hợp đó. Vậy thì sao? Làm thế nào để đặt cược? Đặt cược xem con khỉ nhỏ này rốt cuộc là đồ đệ thiên định của ai. Còn về cá cược, cậu xuất hiện. Đại gia cũng không lợi dụng bạn. Tôi lấy cái bó này làm tức giận thì sao? Ồ, con khỉ nhỏ này là do trời định. Con gái số 10 chắc chắn sẽ thua. Số này của Ami cắt đậu phụ là có duyên với tôi ha ha. Chơi với tôi, cậu còn lâu mới tới đây. Tôi đã xem bản gốc. Các vị xem kịch ăn dưa, tự giới thiệu mình là Thiên Đình Nhị Thiên Tôn. Đệ tử chân truyền duy nhất của đạo tộc. Thiên Địa Hạo Thiên là anh trai tôi. Tam Thanh Nữ A là sư huynh sư tỷ của tôi. Các vị có hứng thú tham gia cuộc đánh bạc này không? Nguyên tử thị trấn nghèo, thành lập 2 ngày. Thông minh và hợp lý. Phong Đô Đại Đế hãm hiếp 2 thiên tử. Đây đều là những người nổi tiếng đã lâu. Từng cái một hùng bá một bên, gia đình giàu có. Các vị, hôm nay chúng ta sẽ cược xem con khỉ nhỏ này có phải là đệ tử thiên định của Tu Bồ Đề không? Con khỉ nhỏ này chính là đệ tử thiên định của đạo hữu Tu Bồ Đề này. Phật tổ năm người qua. Tôi cược một hạt sen đỏ. Nếu các vị đạo hữu đều đánh cược con khỉ nhỏ này là đệ tử thiên định của Tu Bồ Đề, vậy ta cả hắn là đệ tử thiên định của Nhị Thiên Tôn. Ta xuất tiên thiên linh bảo một kiếm. Wow, của tôi là của tôi. Đều có duyên với tôi. Mà Thiên Tôn là Thiên Búa, quý giá là quý giá. Nhưng so với nhiều bảo vật như vậy của thật không bằng. Tôi hiểu ý bạn. Giáo viên ở trên, anh trai ở trên, các vị sư huynh sư tỷ ở trên, tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Truyền chấm hiệu lệnh Thiên Đình bảo vệ đại khai tế nội bảo vụ để 2 ngày tuân lấy. Tu sĩ, đừng thầy sợ. Thầy là người giàu nhất trong 3 năm này. Có là kho báu tử tiêu cung kho báu tùy ý lấy. Ngày kia còn nắm chắc lớn như vậy nhất định là đã thông đồng với Thạch Hạo từ lâu rồi. Thầy giáo thì càng không cần nói đến 3 nhiệm kỳ này thì không có chuyện gì anh ta không biết. Bạn xem, ngay cả kho báu tử tiêu cung cũng đã làm xong rồi. Sư huynh, làn sóng lăn gạch này không bồi thường đâu. Ta là Thanh Cung, bảo vệ biển cả. Ha ha. Ha ha ha, chắc là kho báu của các bạn không đủ rồi. Minh Hợp Nguyên Tử, hai cái này đầu xanh cái này chơi không nổi rồi phải không? Thông minh như ta ủng hộ Nhị Thiên Tôn. Cho dù thua cũng có thể giành được thiện cảm của Nhị Thiên Tôn. Sau này hậu thổ nương nương còn không được cao nhìn ta một cái. Người tranh một hơi thở, Phật thọ một cột hương nhiều. Nhiều đạo đều chặn hết gia tài của cung điện Tu La trong biển máu của đạo tôi. Đạo hữu nào dám theo? Cái tên này và sao lại đăng như vậy? Đóng cửa và giết đi. Minh Hòa Đạo có tính tình chân thật. Tôi kết bạn với bạn rồi. Bạn ơi, mọi người đều biết tôi không có bạn ở đây. Ban cổ chính tông coi thường chân tôi. La hầu thần bí đều là tai dục. Hai ngày sau vụ nổ,
Đức Phật vừa hóa hành không lâu đã đồng ý làm bạn với tôi. Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, bạn Minh Hòa là người bạn đầu tiên của tôi ở đây vào ngày mồng 10. Chắc không nổi giận nhiều, hét lên một cái tát chết. Bởi vì ngày mồng 10 không cẩn thận. Ngay lúc này, một anh chàng đẹp trai. Đồ khốn, số 10, ý bạn là gì? Chúng ta nói được rồi, anh không nói hai lời thì đánh tôi thật sự không phải là người. Ông nội đánh bạn rồi, còn có gì kiên quyết nói trận đánh bạc này không? Trong lỗ khốn nạn, ai chưa có hai bàn trải, số 10, số 2, bạn nên đánh tôi tính. Tu bồ đề này rõ ràng là bên bị đánh. Tôi cảm thấy thế nào, dáng vẻ anh ta hình như rất mạnh mẽ là do tôi cảm thấy sai sao? Đôi cánh chế diêu đã đầy rồi, đổi lại là bản gốc mà tôi đã mang từ lâu, à bị đi cắt anh ta rồi. Ha ha. Đạo nghiệp diệt thế làm ví dụ diệt thế thống trị pháp thân. Lão đang cảm nhận được nỗi sợ hãi từ con đường hủy diệt. Nước lũ quá sâu, gió lũ hoang quá lớn, không có thực lực thì nói ít đi. Tu bồ đề này có chút bi thảm, bạn xem tâm bồ đề này đều đánh ra rồi. Ai nói không phải đâu, chỉ có thể nói là ý tưởng của anh ta. Nhưng mà gặp phải nhị thiên tôn tên sát tinh này phải đổi thành thí sinh khác. Những bồ đề này cũng có thể ngang một ngang, dù sao cũng là một vị cường giả chuẩn thắng. À, vâng, vâng. Hù thì rốt cuộc không thể giấu được sao? Không nghĩ tới ngươi lại thật sự dám hạ giới. Số 10 của đậu phụ Amix, tôi đã trêu chọc bạn. Bạn đã làm khó tôi nhiều lần, thực sự là một vị thánh không có tính khí. Thần đao chém hắn cho ta. Phát minh nhân tạo. Dung hợp ngươi cái này chết tiệt. Ngươi dám ra tay với ta là muốn tìm chết sao? Ha 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 ha. Giết người không có nhân quả. Máu Gipper không liên quan gì đến hung dữ. Đây là ta sáng và lão tổ đều nói dưới thánh nhân đều là lầu. Nhưng có một kẻ thô lỗ không có trong nghề này. Minh Hòa là một trong số đó. Đừng nói ngươi cái này yếu nhất thiên đạo thánh nhân chính là ngươi sư huynh đều cũng đến cũng không thể đem ta làm sao. Đó là tất cả những gì anh có thể làm sao. Sư huynh thông thiên và sư tỷ nữ oa của tôi khác xa rồi. Móng quốc lớn của tôi từ đậu phụ Amix đã không nhận được sự tức giận lớn như vậy kể từ khi được đánh thành thánh. Hôm nay cho dù là đạo tổ đến đây, ta cũng sẽ làm hai người. Phẩm giá của thánh nhân không thể bị cây bồ đề tiên sinh. Cái này đồ điềm muốn động thật có thể chờ hai chúng ta loại này đỉnh lưu hai đánh một thắng lợi ở chúng ta đánh hắn ép. Minh và đạo hữu cẩn thận, tôi sẽ bắt đầu mở rộng. Chuẩn đề đại lão, sư huynh của bạn dẫn đại lão gọi bạn về nhà ăn cơm rồi. Tử tiêu thần lôi gói lớn đủ rồi. Sư phụ, anh trai, giúp đỡ. Thuận theo cái này chết thô lỗ lấy lớn bắt nạt nhỏ. Dựa vào mình là thánh nhân thì bắt nạt đệ tử cái này hóa hành không đến trăm năm minh tâm. Vấn đề lãng phí số mệnh tự mình hạ giới. Trả lại trong thời gian 33 ngày. Nếu không tử hiếu thần lôi phục vụ. Này mong mười coi như bạn tàn nhẫn, bạn chờ cho tôi. Haha Ami, lời nguyền vãng sinh của đậu phụ vừa chết, thân thể này của bạn cũng vô dụng, sớm buông bỏ chấp niệm đầu thai đi, he he.
Anh thật sự thơm, ôi thật sặc, rốt cuộc không phải hổ thẹn là thịt đã tu luyện hàng trăm năm thực sự rất ngon, nếu như lại đến một nồi rượu nữa, thì ngày nay cho một vị thần tiên cũng không đổi. Bạn cảm động thử xem. Tiểu tăng gặp hai ngày tôn. Hai ngày tôn vạn phúc kim an ha ha. Xem ra ngươi vẫn là kim sơ kê đa tử Như Lai, tiểu tử kia cũng không phong tỏa trí nhớ của ngươi. Hai thiên tôn pháp nhãn như quật, tiểu tăng không dám dạy môn làm gì trước mặt nhị thiên tôn. Đây là tính toán của Tây Thiên Thế Tôn Như Lai các người. Đó là kế hoạch của hắn. Lấy ta đời thứ 9 tích lũy dẫn ra công đức ta đã từng vô số năm tu luyện. Thế thứ 10 lại mang theo công đức vô biên đi theo con đường công đức do mưa lớn để lại. Lấy công đức và công đức cho đến khi Tây Thiên trở thành nền tảng của Phật giáo Độc Tôn. Em rằng đến lúc đó người chịu gió ở Tây Thiên sẽ không phải là con ve sầu vàng của bạn nữa, mà là một con rối chống lại cơ thể vật lý của bạn. Nguyên thần bị trói chặt bằng vàng. Thảo nào đường tam tạng trong Tây Du Ký lại nhút nhát như chuột vậy. Chỉ có nâu nâu, hóa ra con ve sầu vàng chỉ sống được 9 đời. Thế thứ 10 đã bị mèo nhung đổi số thái từ đổi súng ngắn rồi. Khỉ nhỏ, chú Ben cứu chú một chút thì sao? Khỉ gì vậy? Lão tử chỉ là trộm số thôi. Là con ve sầu vàng, không phải thật, là một con khỉ biết mà biết mà. Vòng vàng trên nguyên thần của ta là thủ đoạn của thánh nhân Phật giáo. Hai ngày tôn tuy mạnh nhưng không thành thánh. Rốt cuộc chẳng qua là con kiến bất cần trên thế gian này mà thôi. Tại sao lại tháo cái vòng vàng này ra? Mặt cậu thế nào? Mặc dù bây giờ ông nội không phải là thánh nhân, nhưng anh trai tôi thì có. Giáo viên của tôi, Hồng Quân, còn có mấy sư huynh sư tỷ giá rẻ của tôi nữa. Bạn nói có thể làm cho bạn được không? Nếu như là hai ngày tôn có thể cứu tiểu tăng một mạng, tiểu tăng thế nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp hai ngày tôn. Vậy thì cậu hãy sẵn sàng cưới cho tôi. Trong trường hợp đó, sau này quãng đời còn lại sẽ xin hai ngày tôn liên lạc với tiểu tăng không ăn nhiều kẹo. Còn xin hai ngày tôn đừng dùng sức quá nhiều. Ngươi đặc biệt không phải là đệ tử Phật môn sao? Sao trong đầu lại bẩn thỉu như vậy? Nhị thiên tôn nói là loại lời này của thật không thích hợp nói ra như vậy. Tôi thật là chó chết rồi. Tiểu sư đệ đã đến từ Tiêu Cung rồi. Các vị sư đệ sư muội cảm thấy chúng ta nên nghênh đón như thế nào? Tiểu sư đệ Thiên Tung kỳ tài cổ trở tự nhiên phải hào hảo chiêu đãi. Đại Ngô trước tiên tặng hắn 981 đạo hỗn độn kiếm khí sau. Tôi thấy tiêu cung này của lão sư hình như thiếu sự bảo vệ. Đưa tôi đến thị trấn lớn của cấp dưới để làm nghĩa vụ đệ tử của giáo viên. Khinh thường cối xay lớn phải không? Thiên đình nhị thiên tôn phải không? Ta đây càn khôn đỉnh cũng là đã lâu không nhúc nhích. Cho dù không thể luyện hóa ngươi, viên đá vỡ này cũng phải để ngươi cởi một lớp ra. Hạo Thiên sứ địa, nếu không chúng ta chơi cờ thì sao? Đại sư huynh không cần phải như vậy. Hắn hào không dễ dàng trong tập 11 ngay cả ta cái này thân huynh trưởng. Đại sư huynh đâu cần yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Hạo Thiên sư đệ không nghĩ tới ngươi tại thời khắc mấu chốt vẫn là phân gió đại đúng đại sai. Tôi lạc quan về bạn. Xin chào, Nguyên Thủy sư huynh, ngươi làm gì ở đây? 33 ngày ngoài gió lớn, tôi sợ tiểu sư đệ lạc đường. Chờ đây. Vậy bạn đang làm gì với Băng Gu Phong? Cái này có bao nhiêu thù hận? Đàn ông không bao giờ nhìn lại vụ nổ, đây là nguyên tắc cơ bản của kẻ mạnh. Không ngờ chú Ben vừa vẽ. Đáng tiếc Minh và thằng nhóc đó không có ở đây, nếu không anh ta cao thấp không được cao nhìn tôi mấy cái mắt ha ha ha. Nhị sư huynh thật sự là thủ đoạn tốt, nhưng hãy nhớ rằng, bạn đã gây rồi với tôi trước, ta không đánh được ngươi, nhưng anh nói với mấy đứa nhỏ dưới cửa anh đi. Để bọn họ ra ngoài cẩn thận một chút, còn có bản lĩnh đi giày nhỏ cho người ta cũng rất giỏi. Sản giáo của ta chỉ còn lại những đệ tử như vậy, các đệ tử chịu đựng, đó đều là huyết mạch của ta, nếu đã động thủ rồi, vậy thì dứt khoát là kéo đến cùng. Thằng này nghiêm túc đấy.
thoải mái rồi, nắm chắc vừa phải. Nhị sư huynh thật tàn nhẫn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lừa dối của bóng đá, tôi đã ghi lại tài khoản này rồi. Được rồi, đừng đánh nữa. Đồ nhi, người cũng đừng kêu nghèo nữa. Đây là súng thần. Bởi vì trước đây trong cuộc chiến tranh với La Hầu tự nổ dẫn đến đây là súng thần rơi xuống cấp bậc. Sau đó bị thiên đạo nhóm đánh bóng lại. Bây giờ đã khôi phục lại cấp bậc của kho báu bẩm sinh. Có thể làm tổn thương người nguyên thần, kể cả thánh nhân. Ô, cô giáo không hổ thẹn là người giàu nhất thế giới. Tuy tiện ra tay là kho báu hàng đầu. Tôi có thể có một giáo viên như bạn là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi vào ngày mồng 10. Bản lĩnh hôn mông thật là giỏi. Tôi e rằng 10 tên chuẩn ti đều không phải là đối thủ của bạn. Thằng khốn, số 10, mày tiếp tục cướp đi. Chết tiệt, chủ nhân thực sự đã đến. Tôi phải tìm cách nào đó để vượt qua. Nếu không đánh tôi một trận méo sẽ rất thảm hại. Chào sư huynh, xin chào. Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Thật sự là nơi nào trong đời không gặp nhau. Em trai đang muốn nói với hai vị về tình hình gần đây của con khỉ nhỏ. Đừng nói nhảm nữa, chờ bị cạo sống đi. Ôi chết tiệt, cái này oán giận quá lớn, hôm nay sẽ bị tội cú. Cũng được, chỉ cần thử xem khẩu súng thần kỳ này mạnh như thế nào. Có tôn thần đao tốt không? 13 phát súng đầu tiên Thiên Châu. Không thể không thừa nhận tiểu tử này tuy là thằng khốn, nhưng cái này vô hình của thật là nghịch thiên. Lão sư vừa đưa súng có thể sử dụng 13 khẩu súng. Hắn khinh bỉ đại mạc. Vừa phát hành đã có điểm khởi đầu tu luyện của đỉnh cao chuẩn thắng là điểm kết thúc của vô số sinh linh hổ mỹ sinh. Có thực lực này không có gì lạ, chỉ là tên khốn này không đi đúng đường thì thích lừa đảo. Xin lỗi, em trai, em bé đặt tay lên tay là nặng hơn một chút. Điểm xuất phát của bạn cao như vậy, không tốt để đánh bóng sao có thể thành tài được. Em trai, bạn dựa vào thánh vị sao? Là cái gì? Bản lĩnh có bản lĩnh tự phế thánh vị. Người đàn ông thuần khiết đánh một mình. Không, hai bạn cùng nhau lên tay ông nội này nắm chặt các bạn. Ha 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 ha. Được, lúc đó bạn của Nhiên là một tên vô lại. Bạn sẽ nói, xin chào, vốn là tôi không định ra tay nữa. Đây là bạn tự tìm đánh. Nữ hoa sư tỷ, hình tượng tiểu thư của bạn không cần nữa sao? Tôi còn nhỏ miệng không che đậy. Bạn đừng nói với tôi kiến thức như nhau. Đứa con của ta vừa sinh ra đã bị người bắt cóc chạy. Bây giờ vẫn còn ở đây phóng tước. Một chút nhận sai xin lỗi thái độ đều không có thật coi tôi là dễ bắt nạt sao? Bên trong thái cực là sinh hài nhi biến thiên địa ngoại vật hình bắc âm dương càn khôn bút ra. Thằng hai, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau. Không. Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh. Ha ha ha, chúng ta sẽ bắt kịp sau. Sếp, tôi đây, đang đánh thánh nhân chơi đây. Làm sao có thể mở được? Chắc chắn mở xét nghiệm nước tiểu rồi, phải kiểm tra nước tiểu. Thằng khốn này từng là phân bảo nghiên cứu, nhưng phàm là tiên thiên linh bảo do phân bảo nghiên cứu ra đều là tiểu đệ sư muội Tô Thúy của hắn thấy già đến mức tôi đến xử lý hắn. Trời đất phân âm dương, thái cực lực trung tâm. Anh ơi, giúp em với, tên già không biết xấu hổ này phải bắt nạt kẻ nhỏ. Cho anh trai, dịch vụ miễn phí, Hạo Thiên sư đệ, đồ phản bội.
Ngươi còn nhớ là ngươi nói ở đây không? Xin lỗi đại sư huynh, nó là anh trai tôi. Giá rẻ anh em mặc dù giá rẻ, nhưng cuối cùng vẫn là anh em. Cho nên cho dù muốn đánh hẳn cũng phải tự mình ra tay. Cái này đặc biệt rẻ, anh trai là rẻ anh trai. Ở đây chơi đĩa với tôi. Ha ha ha, tốt quá. Ngô Trở cũng chỉ là vì xuất ra cái này một ngụm ác khí. Anh ơi xin lỗi. Chịu đựng một chút sẽ qua thôi, yên tâm. Làm anh trai sẽ không làm nặng tay đâu. Ừ. Các vị sư huynh sư tỷ đánh cũng tức giận cũng ra. Chúng ta đến nói chuyện chính sự. Cái vòng vàng trên nguyên thần của con trai ve sầu vàng nên tháo ra như thế nào? Vòng vàng đó là của thánh nhân. Mọi người đều ở cùng một cấp độ. Muốn không làm phiền đối phương tháo vòng vàng ra, điều này không khác gì đê mà dập. Hạo Thiên sư đệ nói rất tốt. Nếu buộc phải gỡ xuống, con ve sầu vàng kia rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Thật sự không có cách nào sao? Nhưng da bò của tôi đã bị thổi bay rồi. Nếu không làm được thì sao? Vậy thì danh tiếng của tôi vẫn chưa bị hủy hoại. À. Này này. Ma do Phật sinh, tự mình nhận ra. Cút đi. Hai thiên tôn là cách tìm. Có cách rồi. Nhưng tôi hỏi anh trước, nếu anh muốn phản bội đạo Phật, anh có đồng ý không? Sư phụ giận tôi. Phật giáo tức giận. Mạng tôi sắp hết rồi, còn có gì không muốn nữa? Trong trường hợp đó, vậy thì chúng ta... Ha ha ha. Đứa trẻ số 10, làm sao ngươi biết cách của thánh nhân? Khi con bị mất rồi, nếu như để cho Thông Thiên Sư Huynh và Nữ Oa Sư Tỷ biết, con không thể lột da của tôi được. Chú khỉ nhỏ bị bắt lại. Thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Thông Thiên Sư Huynh và Nữ Oa Sư Tỷ chuẩn bị đem ngươi cho cạo sống rồi. Đứa trẻ số 10, nếu con khỉ nhỏ của nhà tôi vượt qua Phật môn và trở nên hỏi đầu, ta nhất định sẽ giết thiên đình bằng ngàn đao vạn cào. Thạch Hạo, anh thật sự nghĩ tôi là con gái Lưu Trinh Nhân thì dễ bắt nạt. Bạn đợi tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ luyện hóa ngươi thành hư vô. Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi nhanh chóng lấy lại cho ta con khỉ nhỏ từ tay chuẩn ti đột gái mại dâm. Nếu không lần sau Ngô Định Nhiên sẽ cho bạn biết thế nào là thánh nhân. Lão đạo không có gì khác để nói với bạn, nhưng con khỉ nhỏ đó là dòng máu ba đời duy nhất của Vô Bàn Cổ. Nếu có một chút xấu hổ, không liều, vị thánh này không làm nũ hoang tan nát cũng chắc chắn sẽ không để bạn cảm thấy tốt hơn. Kunotosan khí phách tuyệt vời, không chỉ có khí vận của Tam Thanh Nữ Oa, hơn nữa còn có đại khí vận từ bàn cổ đại đại thần. Đừng để nó vào phương Tây, nếu không họ của vô tận. Tôi có đi quá xa không? Nhưng không sao, theo bản gốc, sau khi đi về phía Tây, con khỉ nhỏ mới gia nhập Phật giáo. Thanh tựu đầu thẳng Phật, thời gian còn có con ve sầu vàng con át chủ bài này đang chết. Coi ai tính ai nào. Thời gian chớp mắt mười mấy năm qua, trong mười mấy năm này, số 10 cuối cùng cũng bắt đầu làm việc chăm chỉ. Những người chăm chỉ tu luyện chỉ vì sự phát triển của thiên đình trong lễ hội ánh sáng Tây Du. Hai ngày có rồi, hai ngày có rồi. Có đâu anh? 24 cái đại nam nhân, 24.000 thuần khiết nam nhân có một cái gà con. Hai ngày nữa có tin tức. Người của chúng tôi có tin tức, Hoa Quả Sơn nổi giận, xuất hiện một con khỉ đại vương. Lúc này đang cùng chúng ta sắp xếp một nhóm yêu quái uống rượu vui vẻ đây. Hôm đi. Tôi biết rồi, đem bản tôn đi xem một hai. Anh trai phương tiện tốt, địa sát 72 biến này chính là pháp thuật đỉnh cao trong lũ hoang. Người khác mừng được 2-3 là có thể hoành hành hồng hoang, mà huynh đệ ngươi lại học hết rồi. Ngày sau cái này hồng hoang thế giới tất nhiên có huynh đệ ngươi chỗ ngồi. Danh tiếng thiên địa không còn là vấn đề. Anh trai nói đùa rồi, giáo viên của tôi mới được gọi là thần thông quảng đại. Tất may lật mưa lộn ngược cán khôn không thành vấn đề. Như vậy,
Hiên đệ thật ra phải nói cho tốt rồi. Không thể nói, không thể nói. Trước khi tôi xuống núi luôn dặn dò, tôi không được tiết lộ thông tin của anh ta. Trần Đê cái này chết tiệt chọc gái lại còn chơi bí ẩn. Có phải vì sợ người khác không biết những chuyện bẩn thỉu này không? Hai điền búp bê, hai điền búp bê. Vị tiền bối của múa cổ, tiền bối đâu? Thực hành tiên sơn. Vâng, mắt tôi mở ra. Được rồi, cái đầu hói chết tiệt của bạn thực sự là một chiêu ăn hết trời trước. Một cái vòng vàng nữa, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết một pháp thuật này sao? Bây giờ nên gọi bạn là khỉ nhỏ hay là tôn ngộ không? Anh ơi, anh thích gọi em là gì cũng được. Tôi chấp nhận. Đây không phải là tôn ngộ không trong trí nhớ của tôi sao? Nếu như con khỉ đó bây giờ ít nhất cũng phải ra tay với tôi chứ. Ta ra tay ngươi. Bạn không biết mình ở cấp độ nào. Ta ở trước mặt ngươi còn có thể nói ra lời đều đã là tu sáu của ta mạnh mẽ rồi. Được rồi, ra tay đi. Có sợ tôi chết muộn phải không? Chết hói còn dám hạ giới. Xem lần này chú Ben sửa bạn như thế nào. Một con hiêu hồng nhạn vạn hương, mây và vu sơn đến đau lòng. Châu Ti đại thánh nhân tắc hưu, bản tôn đến cho thánh nhân xem tình dục thế nào. Số 10 sư đệ trợ lý sư huynh có lời muốn nói. Lúc này sao không tha thứ cho người như vậy? Lần này gặp mặt chúng ta không phải nên nói chuyện điều kiện sao? Làm thế nào để gặp nhau mà không nói hai lời thì làm? Phép thuật bày bảo vật. Đừng đánh vần nữa, tôi có chuyện muốn nói với anh. Dám lợi dụng chú Ben liên lạc với bạn để lấy máy điều hòa không trả lại máy ảnh nguyên thần cho hắn. Bạn có nghĩ tôi dễ bắt nạt không? Cháu trai chém hắn. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng chỉ có chuẩn thắng đỉnh cao tu 6, tại sao có thể thưởng cho ta cái này? Nếu để hắn kiếm được thì còn được. Sư đệ đừng đánh nữa, mô thật sự có chuyện muốn nói. Cho bạn 5 đêm, có gì đâu. Sư đệ tính toán quá, không ngờ người bảo vệ trời định của Phật môn tôi lại trở thành con trai của hai vị thông thiên và nữ oa. Còn có thời gian 3 đêm nữa. Mộ Không là người học kinh thiên định, cho nên hắn phải đi hết con đường phía Tây. Công đức sau khi hoàn thành là chết, để lại cho hắn làm chủ. Nhưng một người học kinh khác, Kim Tắc Tử, còn xin sư đệ đừng can thiệp nữa. Anh, đây là sao? Cơ trưởng không giống. Làm sao có cơ trưởng đặt lòng bàn tay phẳng? Gửi cái gì? Bồi thường. Bồi thường gì? Ôi! Sư phụ! Chuẩn đề cập đến điều hòa không khí lần này. Sư đệ bình giận ta bồi thường còn không được sao? Hả? Ha ha! Mộ Không, không phải ta nói ngươi. Bạn bao nhiêu tuổi thì học uống rượu? Như vậy không có lợi cho sự phát triển thể chất. Nghe tôi này, chúng ta đừng uống. Ở đây tôi có sữa đặc biệt chuẩn bị cho bạn. À, hai thiên tôn, hôm nay là sinh nhật của Thái hậu giao trì. Quay lại đi, mọi người đang chờ anh mở bàn. Đi với tôi, đưa bạn lên thiên đình để gặp cha mẹ. Hôm nay là sinh nhật của giao trì. Chấm một lần nữa cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ và các vị đạo hữu có thể thân đến thiên đình. Các vị sư huynh sư tỷ đã lâu không gặp rồi, để tôi giới thiệu. Đây là Tôn. Tình huống này là gì? Nữ oa thánh nhân lại giữa ban ngày ôm một con khỉ nơi công cộng. Không phải nói đạo lý của nữ oa thánh nhân bị nghi ngờ là thánh thông thiên sao? Thông thiên đại lão bị màu xanh lá cây, hơn nữa còn là bị màu xanh lá cây trực tiếp sao? Đại lão thông thiên là ai? Năm đó trong trận Chu Tiên kiếm độc chiến 4 tháng lông mày đều không nhân một chút, bây giờ lại muốn khóc, quả thật là yêu sâu hận. Ngươi xem Thái Thượng và Nguyên Thủy hai vị đại lão lại đang cười. Trời ơi, sự bất hòa của Tam Thanh của Nhiên là thật, em trai của họ bị xanh mặt, họ cư nhiên còn có thể cười. Thật là vô nhân đạo. Hôm nay vương mẫu đại thiếu võ đường nghĩa khí là vương mẫu chúc mừng, ha ha.
Chúc mừng mẹ, chúc mừng mẹ. Hai ngày nữa việc nên làm đều làm xong rồi, đến lúc rồi. Bạn đã bao giờ nhìn thấy mưa tiền đang gặp bình chưa? Hôm nay cầu giúp Phân Đinh đã cảm nhận được rồi. Vì để cho cháu trai lớn của mình làm cái này tế thiên đại thánh. Số 10 và tất cả các thánh nhân đại lão cũng rất vất vả giúp hắn đại phá thiên cung. Thiên đệ, ta chính là mài mòn ra miệng móng guốc mới để cho Giao Trì đồng ý để cho con khỉ nhỏ này gây ồn nào. Hắn miệng này của tôi không phải là mài trắng sao? Tiểu sư đệ, ngươi không tính sai phải không? Mà không xem ra cũng không muốn làm loạn thiên đình nữa. Đúng rồi, nhìn vẻ lạnh lùng của anh ta chắc là bị ai đó bắt nạt. Không phải nói con khỉ nhỏ rất năng động sao? Làm thế nào mà điều này lại trở thành trầm cảm? Cái này lỗ hoang của thật không nghiêm túc. Nhưng mà con khỉ nhỏ này không gây ồn nào làm sao đánh ra ngoài được? Do không đánh ra danh tiếng thì tế thiên đại thánh không phải đã mất rồi sao? Anh trai, tôi có một ý tưởng, bạn xem nhé. Đầy đủ các ngôi sao. À, qua một cái pháo. Ta mặc dù là con khỉ nhưng cũng không cần dùng đá đánh ta đi. Nhanh nào, Tôn Ngộ Không sau khi xây rượu lại đột nhập vào vườn đào, đưa hết quả đào bên trong cho Hô Gâu. Thế nào rồi, ý tưởng này của tôi có được không? Hừ, con khỉ chết tiệt này sao không thể học theo cha ngươi chứ? Tất cả đều bị bao vây, cứ đánh đi. Thật ra bỏ tay là tiền rồi. Chú Ben lớn như vậy lại ra ngựa một chuyến nữa thì tôi không tin nữa. Tôi như vậy còn chưa hết nữa. Vui lắm phải không? Nhanh nào. Sau khi Tôn Ngộ Không đánh đổ thiên binh thiên tướng bị vây hãm, hướng về cung điện của Thái Thượng Lão Quân. Bắt lấy hắn. Gian pha dưới đại hội của Vương Mẫu còn đánh nhiều thiên binh thiên tướng như vậy. Các anh em, tóm lấy hắn. Mưa đào tiên đã qua rồi, đến lúc ăn một chút tiên dược rồi. Con chó. Nơi này không nên ở lâu. Ngạc nhiên xe. Ôi chúa ơi, con khỉ đó chạy trốn về phía núi hoa của sau khi làm loạn thiên cung. Còn tự phong tề thiên đại thánh, thật sự tràn lan. Hào tiểu tử thật không nhìn ra ngươi còn có cái này gan lại dám đại náo thiên cung. Huyền Tôn chơi như vậy tôi có thú vị không? Sao Tôn Ngộ Không này lạ thế? Ta tuy rằng xảy ra chuyện không lâu, nhưng tốt xấu vẫn phân biệt được. Anh Tiền Tôn đối với ta không có ác ý. Bao gồm cả những người vừa ông chủ nói không có ác ý với tôi cũng biết. Ta càng biết rõ nguyên thần của ta hình như có chút vấn đề. Không tệ, đúng là con của họ. Hình dáng trước đây của bạn đều là giả vờ phải không? Có, nhưng không phải tất cả. Trong trường hợp đó, vậy ta sẽ nói cho người biết, cha mẹ ngươi chính là Thông Thiên Thánh Nhân và mẹ mẹ Thánh Nhân. Bạn là máu kinh nguyệt của họ, sau đó vận chuyển trong đá trước. Nhưng sau đó có một chút sai lầm, cậu đã bị Sitanasi bắt đi, đặt một vòng vàng trên nguyên thần của ngươi, khiến bạn quên đi những ký ức trước đó.
Bằng cách này, bạn và một người đơn giản khác vẫn là người chịu trách nhiệm cho sự tha thứ này. Nếu như vậy thì tôi nhất định sẽ hợp tác, nhưng lần sau hãy nói trước với tôi. Không thể như hôm nay nữa, thật sự không nói nên lời. Thời thế thay đổi, 500 năm trôi qua, con trai ve sầu vàng cũng đã qua đời đời. Nhưng không biết là do trình độ kéo dây đỏ của Nguyệt Lão không được hay là do con ve sầu vàng của hắn quá yếu. Ngay cả đời thứ 9 cũng không được hưởng phúc lợi của người đó. Ngược lại hoa đào thối không ngừng, trong những vừa mắc yêu hận tình thù với tinh chuột không ngừng yêu nhau giết nhau. Thỉnh thoảng có người thứ ba xen vào. Mỗi lần nhớ đến con ve sầu vàng đều đưa ngón giữa lên trời mắng lớn. Một tiếng chó ngày hai ngày tôn, chú của bạn. Kim ve tử đã luân hồi thế hệ thứ 9 trở thành huyền trang ngày nay. Đến lúc quay lại rồi. Tuân theo pháp quyền. Wow, đẹp trai quá, sư phụ mặn. Tôi muốn đưa cho bạn. Ôi chúa ơi! Anh ấy cười với tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ngất đi trước, các bạn tự làm đi. Ồ, có thể coi như là mong chờ đại sư đến. Bây giờ ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Ta đã biết chuyện của bệ hạ. Không biết bệ hạ muốn giải quyết bằng cách người hay che đậy. Đại sư nói mùi giải quyết là gì? Che lại giải quyết là gì? Mùi giải quyết thì xin bệ hạ mở đường thủy bày 7-49 ngày. Loại bỏ những oan hồn luôn vây quanh bệ hạ. Về phần che đậy giải quyết thì đơn giản thôi. Nhà sư nhỏ chỉ cần xuất khẩu một chút. Trước sau chỉ cần một chút thời gian là có thể giải quyết được. Wow. Tây Thiên Như Lai Thế Tôn có chỉ hướng nam không chu đáo. Từ xưa là một nơi hỗn loạn và bẩn thỉu. Yêu quái. Tội ác tràn lan. 10 lần đại đường thống nhất. Nhưng vẫn không thay đổi song cột. Ngày nay, chùa Nguyên lớn Tây Thiên có Phật pháp tan tạo, mong muốn truyền bá và đại đường lấy đường hoàng quảng thế giáo hóa, độ hóa. Không biết hoàng đế có muốn. Tôi muốn. Nhưng luật pháp không thể chuyển nhẹ. Còn xin đường vương phái người đi một đường về phía Tây để thể hiện sự chân thành của đại đường. Đại sư, bạn xem thế nào? Không, tôi sẽ đi. Hai ngày tôn, ta nhận ngươi cái tiên nhân bảng, ngươi cái này hộ bê chủ nhân. Lão từ đời thứ 9 luân hồi chịu khổ cực, con khỉ này hưởng phúc ở ngũ chỉ sơn này. Vậy thì đi thôi. Tôi tưởng anh sẽ đến sau. Đây bọn họ chính là Tôn Ngộ Không năm đó. Đây bọn họ chính là Tề Thiên Đại Thánh gây rối thiên cung. Năm đó ngươi làm thế nào? Con không phải là bị cái kia chết tiệt tiểu thúc cho hố. Ta nói ta cũng không có làm qua thiên cung nữ nhân. Đừng nhắc đến tên khốn đó làm hỏng sự thèm ăn của tôi. Anh ta là một người tiên, nhưng lại là chán ăn. Ha 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 ha. Đặc biệt, tô sáo này của tôi lại có thể hát hơi. Chắc có người nói xấu tôi sau lưng. Tiểu sư đệ chắc chắn mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Số 10 nhà tôi, nếu con trai vào Phật môn thì sẽ bị hỏi. Cho dù là Hạo Thiên bảo vệ ngươi, tôi cũng nhất định sẽ lột một lớp da của bạn xuống. Yên tâm đi, Tam sư huynh, con khỉ nhỏ nhà bạn trông thật thà. Thực ra là quỷ tinh, yên tâm đi. Nhiều nhất là 10 năm nữa tôi sẽ quay lại và chia sẻ hạnh phúc gia đình với các bạn. Cậu có kế hoạch gì không? Bạn có thể nói chuyện lặng lẽ với anh Văn không? Yên tâm, miệng của Văn huynh nghiêm nhất rồi, hứa sẽ không để lộ một chút gió nào. Kế hoạch của tôi, biến dạng ngẫu nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối của ta, bất kỳ sự xảo quyệt nào cũng nhạt nhòa như tờ giấy trắng. Đừng đánh mặt. Nguyên Thủy sư huynh, tiến lên, làm cho bạn cả ngày. Chuyện không sửa pháo thiên sư luôn đánh. Muốn đánh đi đánh, đừng làm bẩn sàn tử tiêu cung của tôi,